cold and making a little ocean. Just wanna say thank you. So this song's straight from the heart. Thằng nhóc dài sột dài đẻ 21, chỉ mong mình vẫn sống tốt và quyết tâm không bị mai một. Nó vốn biết thứ kiện chân bản thân từ trước giờ là chấp niệm, ý kiến ép lực ngàn cân, cân bằng ước mơ và trách nhiệm. Nó sợ những lần vấp ngã, sợ sau này sẽ trả giá đắt. Vì ra viễn cảnh vất vả, những khuyết này trẻ đẻ hóa thật. Dù thường ôm giấc mộng lớn nhưng vẫn không thể ôm gối ngủ. Em vẫn dậy tận gần đấy, chỉ vì mong sẽ hơn đối thủ. Yeah. Những thất bại kéo đến như dòng nước xiết, buồn vui đành cất lại rồi dặn lòng bước tiếp. Tự cố tìm cách rút chạy khỏi chốn lạnh buốt ấy. Không có ai cạnh lúc này, nó chẳng hạnh phúc mấy. Nhưng muốn diều bay, mày buộc phải chạy ngược chiều gió. Nếu đã học nhiều điều hay, phải nhớ lấy được điều đó. Khoảng thời gian mà trời ban, hãy dùng sao cho nó hiệu quả. Đừng ngồi than là đời tàn khi công sinh thành chưa chịu trẻ. Đó là chuỗi ngày từ gieo mình trong buồn tối, chống chọi cảm xúc u ám u về không nguồn cội. Mày không được từ bỏ, ta vẫn tự nhắc nhở. Vì con đường tự do thường là đường trắc trở. Phải chăng chưa đủ may mắn, em vẫn cứ hoang tay trắng. Họ có như cây vàng, còn ta thì toàn cây đắng. Chân dây của cây đã nhau nét à, gắn nghĩ ra flow khác. Làm sao để họ có thể hiểu ba tâm tư. Biên tập đến mất sống nhưng để vì tiền hay vì tiếng. Làm nhạc là giấc mộng hay mày chỉ rap kiểu tùy tiện. Sao có khối kể thành công cho dù chúng đâu sỏi. Mở đáp em cũng băng không vì chưa đặt đúng câu hỏi. Lặng lẽ nói lời biệt ly rồi tao sẽ rời. Tiệt khi tìm cách chạm được đỉnh cao và thông thạo mọi tuyệt kỹ. Không ai dùng chiêu trò giả vờ mang nhiều thiện chí. Không thùng rỗng kêu to để vướng vào điều tiếng gì. From my POV, there's the truth I see. They only love the whack no matter you might be. There was no hero rap for like a tsunami. People are deluded by something fugazi. Yeah. So just like J. Cole, this is my climax. One master this shot, I got an M-hack. Và bây giờ đây, tao hứa sẽ không thua kém một ai hết. Don't be the me, you know, this is just a mic check. Đó là chuỗi ngày từ gieo mình trong buồn tối, chống chọi cảm xúc u ám u về không ngủ cội. Mày không được từ bỏ, tao vẫn tự nhắc nhở. Vì con đường tự do thường là đường trắc trở. Phải chăng chưa đủ may mắn nên vẫn cứ hoang tay trắng. Họ có như cây vàng, còn tao thì toàn cây đắng. Chân dây của cây đã nhau nét à, gắn nảy ra flow khác. Làm sao để họ có thể hiểu ba tâm tư chỉ qua câu rap.